Ôi, vú nem bên nhà cho sao đi? Mày lỗi cái gì cơ? Sao vú đi? Cấp mày, mày lỗi gì cơ? Vú. Xin lỗi nha, xin lỗi nha. Tại sao vẫn mong một người đã từng làm anh đau? Đâu anh? Vú không? Vú đi anh. Vú không? Vú đi anh. Vú cái đéo gì đâu vách. Là vú đéo gì? Vú đẹp đấy nhở? Vú gì vậy? Sao vú đi? Hồng mẹ ơi. Thằng danh con. Ôi ôi. Mày vú chưa? Ờ vú chưa đây. Nhiều chưa? Màu ơi, nhiều chưa? Nhưng mà sao? Sao đen đấy? Không được. Không được trắng, trắng kiểu màu xưa ấy. Bóc thử ra đi, mua không? Hỏi nhiều đấy. Ui, vú đẹp đấy nhở? Vô dụng quá. Chúng em giờ đang nghĩ gì? Sao thử tí? Điên à? Ui, mình được bán vú xưa nào đấy? Ờ, đẹp không? Được đấy. Thôi ăn thử đi. Được. Chẳng ăn, ở trong chẳng ăn. Chẳng ăn nhưng mà ngoài nhiều thơm quá. Người ta đéo mua đâu. Ui, vú đẹp đấy nhở? Kiểu là sao vậy? Không hiểu luôn á. Sao thử không? Vô dụng quá. Lên đây bán vú xưa đéo gì mà đẹp này. Ờ, đẹp không? Ở trong lõm luôn. Được thế nhở? Nhưng mà cái đầu này nó hơi nhỏ nhá. Ờ, cái đầu nhỏ, hơi nhỏ. Mà mở ra thì mới biết được mắt nó to hay không chứ. Ui, vú đẹp đấy, cho sao thử em mà. Đâu đấy? Em lấy đâu vú sữa đẹp đấy? Đồ sơn đấy. Đồ sơn nó có vú sữa. Ờ, đây, con lầm đây. Ừ. Xấu hơn gì rồi. Ảo nhờ. Ờ. Ui, vú đẹp đấy nhờ. Cho sao thử đấy. Thì đéo mình bán vú sữa, mình chui vụn rậm này mà. Tổng hai trên cây đây. Hai đây cây vú sữa. Ờ, được không? Ê, quả đen thế, thâm thế. Trắng đấy, hơi bị trắng đấy, ngoài thâm thôi. Trong có sữa không? Có, nhiều sữa luôn mà. Ờ, đây. Thế mà bao tiền quả? Bao tiền quả, 50.000 quả. Đéo bán đắt thì mày bẻ trên kia xuống đi, lấy 20 thôi. Đùa. Ờ, được rồi, đấy. Ok. Ok đấy chứ? Ờ, được. Tiền đâu? What? Ai ôi mà. Vú đẹp đấy nhở? Mày bán kiểu đéo gì mà sao vú thơm này? Ờ, trắng rồi trắng đấy mày. Vú sữa đấy mày, thơm. Đồng hoàng, ở ngoài nó thơm thôi, trong trắng lắm, nhiều sữa cơ. Mùi khét đéo chịu đéo mua đâu. Vú đẹp đấy, cho sở thử vú cái. Mày bán bao tiền quán? Ờ, mày chưa biết ở đâu mày mua hỏi mua rồi. Vú thật hay vú giả biết được không? Thế thì tao đéo mua nữa. Ờ. Ui. Vú đẹp đấy, sao phát mà. Mày bán vú sữa kiểu gì này, có hai quả này. Ờ, đẹp không? Đẹp. Đẹp, thử đấy. Vú này nhiều sữa không? Nhiều sữa chưa? Được. Xe này ta... Ui, vú này. Sao vú đi? Đéo gì mà sao mày bán vú sữa đéo gì nhéo ấy? Ờ, ngày thôi, nhưng mà trong trắng lắm đấy. Ờ, bán... Vú kìa. Đây. Mày bán vú sữa nào đấy? Ở đây, vừa rồi lên đây, trèo lên hái mệt quá. Ui, vú đẹp đấy. Cho sao thử cái. Vú em mua ở đâu đấy? Ở Đồ Sơn đây. Đồ Sơn bán vú sữa? Ờ, đây, cô Lâm đây. Quả này hơi thâm một tí rồi, Đồ Sơn ok rồi. Ui, vú đẹp đấy nhở? Sao thử bắt? Ở đây. Vú sữa này mua ở đâu đấy? Cô Lâm. Cô Lâm bán á? Ờ. Trong có nhiều sữa không? Nhiều. Vú đẹp ấy. Sao bắt? Đấy. Mua đâu ấy? Ờ, vú Đồ Sơn đây. Vú Đồ Sơn đây bán nào ấy? Đồ Sơn đây, Cốt Lâm. Bán như nào ấy? Ui, vú đẹp đấy nhở? Đây. Cho sợ quả vú ấy. Đấy. Ui. Đây, Đồ Sơn đây. Vú này nhiều sữa không? Ờ, nhiều sữa chứ. Được đấy. Ăn thử không? Vú Đồ Sơn à? À. Ai, vú Đồ Sơn mà sao lại thâm đấy nhở? Ôi, ở trong trắng lắm, ngoại thế thôi. Ở trong trắng lắm á, được.